Tình mới Lưu Khải Uy gây chiến Dương Mịch muốn làm mẹ kế, quyết ngăn đàn chị giành quyền nuôi con. Mối quan hệ giữa Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy tiếp tục dậy sóng mạng xã hội trong thời gian gần đây. Nó trở nên căng thẳng khi xuất hiện tin đồn Lý Diệu Phong gây khó dễ muốn làm mẹ kế của Tiểu Gạo Nếp. Theo truyền thông, mối tình của Lưu Khải Uy với bạn gái mới Lý Diệu Phong đang được thu hút sự chú ý của công chúng khi vướng liên quan đến Dương Mịch trong việc nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Mỗi khi vướng ồn ào, Lưu Khải Uy và vợ cũ Dương Mịch không thấy phản hồi và giải thích. Ngược lại, ông Lưu Đan, bố Lưu Khải Uy, lại trở thành người phát ngôn của con trai. Thậm chí ông Lưu Đan thẳng thừng công khai và bí mật nói với mọi người rằng tình cảm của Dương Mịch với con gái Tiểu Gạo Nếp rất lạnh nhạt và vô cũ không hề đến thăm cháu nội sau ly hôn. Mới đây trên mạng còn rộ lên tin đồn Lý Diệu Phong mang thai và được nhà họ Lưu cưng chiều. Hiện Lưu Khải Uy cũng đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Tiểu Gạo Nếp dường như bị bỏ mặc, nhiều người xót xa cho cô bé và mong Dương Mịch có thể sớm nhận lại quyền nuôi con gái. Khi biết Lưu Khải Uy sắp tái hôn, Dương Mịch được cho là về Hồng Kông để giải quyết vấn đề giành quyền nuôi con. Theo tin tức, Dương Mịch không hề từ bỏ quyền nuôi con mà sẵn sàng chi 500 triệu nhân dân tệ, gần 1,7 nghìn tỷ đồng để giành lấy con gái từ chồng cũ. Có thể thấy tình yêu của Dương Mịch dành cho Tiểu Gạo Nếp không hề như lời đồn đoán của bên ngoài. Tuy nhiên, Lưu Khải Uy dù tái hôn, anh vẫn muốn nuôi Tiểu Gạo Nếp, thậm chí còn ra số tiền cao ngất ngưỡng để làm khó Dương Mịch. Dường như Lưu Khải Uy không dễ dàng buông tha, dù sao Tiểu Gạo Nếp cũng là con đầu lòng của anh. Sau khi ly hôn Dương Mịch, quan hệ đôi bên cũng rơi vào tình trạng căng thẳng. Nguồn tin tiết lộ, Dương Mịch đang tích cực đấu tranh giành quyền nuôi Tiểu Gạo Nếp, đồng thời lợi dụng dư luận để công kích có vẻ như cô đã gây chiến với Lý Diệu Phong. Hình ảnh người mẹ tốt của Dương Mịch thường xuyên xuất hiện trên mạng, tiết lộ rằng cô là một người mẹ hiền lành tốt bụng và còn có những bức ảnh chơi đùa cùng con gái. Cũng có nhiều người than thở rằng việc Dương Mịch mang thai, sinh nở và nuôi con gái không dễ dàng gì, Lý Diệu Phong dù muốn làm mẹ kế cũng không thể làm được. Tuy nhiên, Lý Diệu Phong cũng chẳng muốn kém cạnh. Cô cũng thường xuyên lên mạng đăng loạt ảnh với tâm trạng vui vẻ cho thấy mình đang hạnh phúc. Động thái này giống như một cuộc công kích ngầm với Dương Mịch rằng cô sẽ là người thay Dương Mịch làm phu nhân nhà họ Lưu và mẹ kế của Tiểu Gạo Nếp. Lưu Khải Uy và Lý Diệu Phong công khai tình cảm vào cuối tháng 11 năm 2022, cả hai tay trong tay xuất hiện tại sân bay. Lý Diệu Phong là mỹ nhân đầu tiên được Lưu Khải Uy công khai mối quan hệ sau khi anh ly hôn Dương Mịch. Chuyện tình của họ thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Theo truyền thông Hoa ngữ, việc trở thành bạn gái của Lưu Khải Uy khiến Lý Diệu Phong phải nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội hay bị so sánh với Dương Mịch. Đáp lại, nữ diễn viên giữ thái độ im lặng và chỉ âm thầm xóa đi những bình luận quá khích bên dưới các bài đăng. Dù không được công chúng ủng hộ và vướng nhiều đồn đoán thị phi, nhưng Lý Diệu Phong và Lưu Khải Uy vẫn duy trì tình cảm suốt thời gian qua. Theo một số nguồn tin thân cận, Dương Mịch được cho là muốn giành lại quyền nuôi con gái khi chồng cũ sắp có tổ ấm mới. Trên một show truyền hình, Dương Mịch từng chia sẻ về mối quan hệ giữa hai mẹ con. Người sao nổi tiếng cho biết cô vẫn thường gọi điện thoại cho con gái và quan tâm tới quá trình phát triển của con, dù không thể ở bên con thường xuyên. Việc không lên tiếng giải thích hay phủ nhận những tin đồn của Dương Mịch xuất phát từ tình yêu của cô dành cho con gái. Nữ diễn viên không bao giờ muốn con gái phải chịu thiệt thòi, trở thành tâm điểm truyền thông vì có bố mẹ là người của công chúng. Bé Tiểu Gạo Nếp 8 tuổi đang học tập tại một trường quốc tế ở Hồng Kông. Cô bé được ông bà nội nhận xét ngoan ngoãn, nhạy cảm, thông minh và hiểu chuyện. Bé Tiểu Gạo Nếp được cho là có vẻ ngoài khá giống mẹ. Theo nguồn tin của HK01, bé Tiểu Gạo Nếp rất quý mến bạn gái hiện tại của bố.